Pháp Thân dẫn dạy tại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ Arahato Samma Sambuat Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ Arahato Samma Sambuat Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tơ Arahato Samma Sambuat Tha Sa. Dạ, cảm ơn cô Răng Đông. Hàng thiện tinh mê mê trần cảnh na bương, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh, rồi con sẽ thỉnh Thượng tọa Pháp Trân giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đá, bài 10. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở quê là trên bờ sông Nairanchara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới thành chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế, ngồi kiết già, hưởng thọ, giải thoát lạc. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời thấy các chúng sanh với Phật nhãn, bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 10. Đây bị thiêu đốt, chi phần khởi cảm xúc, tự mình nói rõ lên chứng bệnh của chính mình. Bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác. Bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu. Đời này hữu chi phối, lại hoan hỷ với hữu. Khi nào có hoan hỷ, ở đấy có sợ hãi. Với ai có sợ hãi, đấy tức là đau khổ. Chính do đoạn nghiệp hữu phạm hạnh này được sống. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu. Ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu. Tất cả những vị ấy ta tuyên bố rằng chúng không nương tựa nơi hữu. Do duyên sanh y upatthi, khổ này được sanh khởi. Chính do đoạn diệt ấy, đoạn diệt tất cả sanh ni, khổ không có hiện hữu. 11. Hãy xem đời rộng này, khi bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đối sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại. Như vậy thấy như thật, với chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tận, phi hữu ái hoan hỷ. Đoạn diệt ái hoàn toàn, ly tham diệt hoàn toàn. Như vậy là niết bàn, tỳ kheo ấy mát lạnh, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phục được ma vương. Trận chiến đã chiến thắng, vị tỳ kheo như vậy vượt qua mọi sanh hữu.
Dạ, bạn chánh nhân đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân minh đến sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý Pháp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấn tăng. Arahang Samma Sambuddho Buddhan Phagavantan Apivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibhano Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, một bài hôm nay là 10. Cái bài 10 hôm nay là dường như là chúng ta hết phẩm Nanda. Là kỳ sau nữa là chúng ta sẽ học qua cái phẩm mới. Bài 10 này thì nó có hai cái đoạn. Ở đây đó là nói đến cái sự kiện là Đức Thế Tôn sau khi ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề đó, thì lúc bấy giờ thì ngài hưởng cái sự an lạc giải thoát. Chúng ta nhớ là trong 7 tuần lễ đầu, Đức Phật ngài cứ đi gần gần cái cây Bồ Đề, cái cây mà nơi mà giờ mình gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi đó thì Đức Phật ngài hưởng cái sự an lạc và đồng thời quán cái nhân duyên, quán tất cả các cái. Thì trong cái thời điểm đó, thời kỳ đó, thời điểm đó đó, thì ngài lại dùng cái tuệ nhãn, Phật nhãn, ngài mới quán tất cả chúng sinh thì đang bị cái thiêu đốt trong cái lửa phiền não. Và chính bị thiêu đốt trong cái lửa phiền não bởi tham sân si đó. Cho nên là ngài biết rõ rằng chúng sanh bị luân hồi, khổ đau. Thì ở đây chúng ta thấy có hai cái bài kệ, hai cái đoạn của bài kệ. Đoạn kệ thứ nhất đó thì chúng ta thấy là đời này bị thiêu đốt, chi phối bởi cảm xúc. Tự mình nói rõ lên chứng bệnh của chính mình bởi vì nó đã nghĩ do đó bị đổi khác, do đó bị đổi khác, bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu. Đời này hữu chi phối, lại quan hỷ với hữu. Khi nào có quan hỷ, ở đây có sợ hãi, với ai có sợ hãi, đây tức là khổ đau, đau khổ chính là do đoạn hữu phạm hạnh này được xong. Thì cái bài kệ thứ hai á, thì hãy xem đời đời rộng này bị vô minh chi phối, các sanh lợi được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu, với ai đối sanh hữu, tất cả mọi thời sự, tất cả
sanh hữu này vô thường biến khổ biến hoại, như vậy thấy như thật, với chân chánh trí tuệ ái hữu được đoạn tận, phi hữu ái quan hỷ, phi hữu ái quan hỷ đoạn diệt ái hoàn toàn ly tham. Diệt hoàn toàn như vậy là niết bàn, tỷ kheo ấy mát lạnh, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phục được ma vương. Trận chiến đã chiến thắng, vì tỷ kheo như vậy vượt mọi sanh hữu. Ở đây đó thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về cái ý nghĩa của trong hai cái bài kệ ngôn này nè. Thì trước tiên Đức Phật Ngài nói đời này đang bị thiêu đốt và bị chi phối. Cái đầu tiên, mà cái bài kệ thứ hai ở đây đó là hãy xem đời này bị vô minh chi phối. Như vậy thì ta có phần lớn ở trong cái đời sống này đó, là bị chi phối bởi phiền não, đặc biệt là vô minh, tham ái và sự chấp thủ. Cái vô minh tức là cái mà chúng ta là sự mê mờ, không nhận rõ, không biết rõ. Cho nên trong giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta thấy rằng vô minh duyên cho hành, vô minh do duyên hành. Nhiều khi mình hành động trong cái không biết, trong cái mà mình không biết. Thường đó là người ta nói rằng mình biết làm cái này, biết làm kia mình mới làm. Nhưng mà có nhiều khi ở trong cái hành động của mình những cái hoàn toàn không biết. Không biết là sao? Không biết ở đây đó là không biết cái hệ quả nó ra sao. Không biết rằng ở chính cái hành động này nó dẫn đến cái khổ đau luân hồi như thế nào. Chúng ta không biết. Hay là trong kinh định nghĩa cái vô minh, tức là mình không có liễu tri được bốn cái sự thật, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cái mà chúng ta biết về khổ, tập, diệt, đạo, tức là biết về tướng đế, thì chúng ta biết qua cái trí văn, hoặc là chúng ta biết qua một phần của trí tư, chứ chúng ta chưa có cái sự tu chứng để thấy rõ ở trong đó. Cho nên cái biết của mình thì cũng biết, chỉ biết là như vậy thôi. Chứ chúng ta chưa đủ cái sự chứng ngộ, chưa đủ cái sự đoạn tận phiền não. Cho nên là chúng ta cũng bị quay quần ở trong cái hành động, mà hành động đã bị chi phối bởi vô minh. Rồi bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là mình có một cái chứng bệnh. Chứng bệnh đó là tham sân si. Bởi vì phiền não mà, cho nên là cái nếu nói đến cái căn gốc của phiền não thì là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si gì đó. Cái bệnh đó đó. Cho nên là chúng ta cứ suy nghĩ coi, một ngày đó 24 tiếng đồng hồ ha. Rồi chúng ta sẽ có bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ để chúng ta ngủ nghỉ. Và khi mà chúng ta ngủ nghĩ ra là chỉ còn cái gọi là ý căn của chúng ta làm việc. Chúng ta có cái chim bao, rồi trong cái chim bao của chúng ta cũng giận dữ, trong cái chim bao chúng ta cũng ưa thích, ham muốn. Không biết là quý vị có thấy không? Nếu mình nghĩ, ví dụ như mình lúc 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 xưa cho tới ngày nay, khi mà mình ngủ, những cái gì mà mơ ước mong muốn vậy đó, thì tự nhiên mình bắt được cái đó, bắt được tiền, bắt được vàng, cái cảm thấy vui thích. Nhưng mà có khi có những cái trạng thái ở nội tâm, mặc dù là chim bao cũng vậy, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy lo sợ, giận dữ những người rượt đánh mình, những người mà làm khổ đau mình. Cho nên ngay cả trong giấc chim bao, nó cũng thể hiện lên cái sự sân si ở trong đó, tham sân trong đó, chứ không phải làm khó. Rồi bây giờ trong mỗi ngày, khi mà lúc chúng ta thức đó, chúng ta làm việc này việc nọ, có những việc mà chúng ta không hài lòng. Không phải là nói đến sân si là nói gì đó, cái cân bất thiện á, từ ở cái sự nóng nảy, bực bội, tháo mình thô thiển, nói năng hay là hành động
thô thiển như vậy được gọi là sân không. Mà ở đây cái ngay cả những cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, mà cái gì mà chúng ta cảm thấy không hài lòng, không vừa lòng, thì đó cũng là một trạng thái của tâm sân. Cho nên là trong hàng ngày chúng ta làm việc có bao nhiêu tiếng đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng bị chi phối ở trong cái phiền não. Đó cái chính là cái chứng bệnh, đó là chứng bệnh của mỗi chúng ta. Bởi chúng ta đó là có nhiều đó, người phàm phu đó, thì có bệnh, có thân bệnh, rồi có tâm bệnh. Cái thân bệnh thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà cái tâm bệnh đó, tức là chỉ cho tham sân si, tà kiến tật đố hoài nghi, vân vân. Tức là những cái chứng bệnh nó tiềm ẩn ở trong mỗi chúng sanh phàm phu. Và chúng ta đang bị cái sự chi phối đó, đang bị cái chi phối đó. Cho nên chính cái sự chi phối, chúng ta thấy không? Khi mà mình bị cái sự chi phối thì trong đời sống hàng ngày mình có những cái mình ưa thích tìm cọc. Rồi có những cái mình khó chịu, bực bội, không hài lòng. Thì từ ở những cái trạng thái đó mà trong kinh gọi là với một người phàm phu có cái tà tư duy. Tà tư duy là sao? Là mình suy tư ở trong cái tham dục, rồi mình suy tư ở trong cái sân hận, rồi mình suy tư ở trong cái não hại, quay quẩn cứ như vậy đó. Không tham thì lại sân, không sân thì cách não hại, não hại làm tổn thương. Trong cái ý nghĩ làm tổn thương người khác đó, cũng là một cái ý nghĩ làm tổn thương, đó là não hại đó. Chứ không phải đợi tới cái lời nói làm tổn thương người khác, đợi tới cái hành động làm tổn thương người khác gọi là tổn thương đâu. Mà trong cái suy nghĩ của mình, một chút nào đó mà mình nghĩ đến cái sự tổn thương đến người khác, thì cái đó là cái sự não hại. Não hại. Cho nên là quý vị thấy rằng trong con mắt mình thấy nè, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, vị thiệt thọ, thọ ý thọ đó, thì chúng ta thấy rằng hả mà có căn, có cảnh giao thoa với nhau, thì trong kinh gọi đó là xúc. Tức là giữa căn, tức là nhãn căn con mắt của mình, nhĩ căn là lỗ tai của mình, tỷ căn là mũi mình, thiệt căn là lưỡi mình, thân căn là thân của mình, và ý căn tức là tâm mình suy nghĩ. Mình tiếp xúc với các cái trần cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần đấy, tiếp xúc với sáu trần, thì từ cái xúc đó, hai cái căn cảnh tiếp xúc với nhau thì nó sinh ra cảm thọ thôi. Mà giới chúng sanh đó, thì bị phiền não chi phối, tham sân si chi phối, cho nên trong cái suy nghĩ của mình, trong cái thấy của mình, trong cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ của mình nó cũng bị chi phối của tham sân si, từ đó tạo ra cái cảm thọ. Tham tạo ra cái cảm thọ. Xúc thì duyên cho thọ mà. Xúc duyên cho thọ. Cho nên hả, ở trong kinh cũng nói rõ đó, là bây giờ nè, thọ là gì? Thọ là sự tiếp nhận giữa căn cảnh tiếp xúc với nhau thì tạo ra xúc. Rồi thọ là sự cảm thọ, cái sự tiếp nhận đối với nội tâm, đối với các cái căn của mình, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thì bây giờ khi có thọ thì thường thường là sẽ là duyên cho ái. Cho nên cái ái ở đây tức là nói sự ham thích. Nói sự ham thích, mình nói đơn giản tức là mình, con mắt của mình thì cũng vẫn biết cảm nhận được cái đẹp qua mắt nhìn thấy. Mình cảm nhận được một điều đó là âm thanh du dương thì mình cảm thấy thích. Mình cảm nhận được một điều đó là mũi chúng ta ngửi mùi thơm thì chúng ta cảm thấy thích. Nhưng mà ngược lại, chúng ta ngửi mùi thối thì chúng ta không thích. Chúng ta thấy cảnh xấu chúng ta cũng không thích. Rồi chúng ta nghe âm thanh mà nó không hay cũng không thích. Không thích. Rồi sự xúc chạm mà thô kệch, sự xúc chạm mà nóng buốt hay là lạnh buốt, hay là sự nóng rát, thì tất cả những sự xúc chạm đó cũng vẫn dễ là duyên cho ở trong những cái cảm thọ của chúng ta. Bởi vì Phật dạy đó,
là thọ khổ duyên cho ái, hiểu không? Thọ lạc duyên cho ái, nhưng mà thọ xả cũng duyên cho ái. Quý vị hiểu một điều là như vậy. Bởi vì chúng sanh phàm phu là như vậy, cho nên cái ái tức là cái gì đó nó đeo đẳng và nó dính mắc đối với mỗi chúng sanh phàm phu. Cho nên trong cái mình tham cầu ở trong các cái cảnh, rồi ngay cả cái việc thứ hai nữa, cái tham muốn ở đây đó là làm tham muốn có sự đời sau, có sự tái sanh của đời sau. Cho nên bây giờ ví dụ như có ai đó mình nói rằng mình ở trong tục tục kinh, mình với một người mà ở trong cái cảnh mà vinh hoa phú quý đi, tột cùng của cái cảnh vinh hoa phú quý đi, họ sống trong nhung lụa, họ sống trong cái muốn cái gì thì có người khác đáp ứng tới đó. Nhưng mà nói như vậy đó, thì để cho chúng ta thấy rằng họ cũng không hài lòng với cái cảnh đó nữa. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng chính cái lửa tham, cái lửa tham tức là sự thiêu đốt đó, hoặc là lửa sân trong sự thiêu đốt đó, hoặc là lửa si trong sự thiêu đốt đó. Cho nên cái đó là một trong những cái sự thiêu đốt. Và họ, cái người mà ở trong một cái cảnh tốt nhất đó, cái cảnh tốt nhất đó, tức là nhung lụa như vậy, thì họ vẫn thích trong cái cảnh đó. Nhưng mà rồi đó, thì cái người mà sống ở trong một cái cảnh nào đi nữa, quý vị thấy nè, họ sống trong cảnh nhung lụa nhưng mà họ nói như vậy đó, không có nghĩa là họ thỏa mãn với cái hoàn cảnh. Miệng thì nói rằng tôi vừa lòng với cái cảnh của tôi, tôi vừa lòng với cái hoàn cảnh của tôi, nhưng mà trong thâm tâm nếu có được cái gì đó nó tốt hơn thì vẫn thích hơn. Nhận thức ra, chúng ta lưu ý, đó chính là cái sự tham ái khao khát. Bởi vì cho nên là thọ khổ, thọ lạc duyên cho ái là như vậy. Thọ lạc duyên cho ái, tức là mình nói trong cái sự xúc chạm các căn của mình được đầy đủ, được sung túc, được hoàn hảo, rồi là đó là thọ lạc duyên cho ái. Nhưng mà Đức Phật nói là thọ khổ cũng vẫn duyên cho ái, là vì sao? Người ta cột cùng trong sự khổ thì người ta cũng vẫn một cái hy vọng là một ngày nào đó người ta sẽ hết khổ. Một ngày nào đó sẽ hết khổ. Nếu một người ở trong cái sự sung túc thì mong sao là đời sau mình được sung túc hơn, được tốt đẹp hơn. Nếu một người trong cảnh khổ thì họ mong muốn rằng đời sau họ sẽ được tốt hơn, được tốt như vậy, được tốt như vậy. Thì cái đó chúng ta thấy rằng khổ khổ cũng vẫn duyên cho ai. Cho nên cái người mà mình biết một điều đó là nhiều khi họ đi qua cái chặng đời, chặng đường của họ, quãng đời của họ thăng trầm đã đi qua, biết cái cuộc sống biết bao nhiêu. Nhưng mà rồi khi mà họ đến cái tuổi nào rồi đó thì họ vẫn nghĩ nuối tiếc về quá khứ. Họ nuối tiếc về quá khứ. Nuối tiếc giá như phải chăng như vậy, đừng phải như vậy. Họ luôn luôn nuối tiếc về quá khứ. Nuối tiếc quá khứ là họ nghĩ rằng họ cũng đã từng đi qua cái cảnh khổ đó, mà bây giờ họ không còn ở trong cảnh khổ. Giống như một người mà bị cái vết thương đó, nó đau, nhưng mà cũng phải chấp nhận cho những cái người chữa bệnh cho mình đó, nạo vét rồi rửa ráy tất cả các thứ cho nó sạch vết thương, để rồi biết rằng đau đó, nhưng mà rồi đó là mình cũng vẫn phải chấp nhận, phải chịu cái cảnh đó. Hay hoặc là một người bị một ghẻ đó, một ghẻ ngứa đó, mà khi mà nó ngứa thì mình gãi, nhưng mà gãi thì nó đau, đau nhưng mà nó đã ngứa. Đó là một trong những cái cảm thọ mà thường thấy ở trong chúng sanh phàm phu, mà Đức Phật ngài nói là khổ khổ dẫn duyên cho ai, dẫn duyên cho ai. Và Đức Phật ngài cũng có nói rằng một điều đó là cái thọ lạc này đó nó dẫn duyên cho ai, dẫn duyên cho ai. Thọ xả này nó cũng dẫn duyên cho ai, và thọ khổ này cũng dẫn duyên cho ai. Cái thọ lạc tức là những cái gì nó tốt nhất đối với các căn các cảnh, mình cảm thấy nó thích thú hài lòng với những cảnh đó, đấy không? Rồi thọ khổ tuy là như vậy
Nhưng họ cũng vạch ra một cái mơ ước về quá khứ, hướng vọng về tương lai. Tương lai đừng có như vậy nữa, hay là mơ ước về quá khứ vàng son như thế nào đó, thì đó cũng là thọ khổ duyên cho ái. Nhưng mà cái thọ xả đó, thì duyên cho ái là ít ra đó. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng mình đang chấp nhận, mình đang chấp nhận những cái đang có, cái cảnh nó ra sao mà mình vẫn chấp nhận với nó. Chúng tôi nói chấp nhận ở đây có nghĩa là khổ lạc đều có, khổ lạc đều có, hay cả là những cái trạng thái không có khổ, không có lạc, nhưng mà mình đang chấp nhận những cái đang diễn ra, thì cái đó liên quan đến đến thọ xả. Cho nên thọ xả dẫn duyên cho ái, dẫn duyên cho ái. Và vì có duyên cho ái đó, cho nên tệ hơn nữa đó là quý vị biết rằng trong kinh nói là như thế nào? Ai 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 vui thích với hữu đó thì người ấy ưa thích với khổ. Mà ai vui thích với khổ đó, thì người đó không thoát khổ. Thì bây giờ cái hữu ở đây là gì? Cái hữu là cái có mặt. Mà trong giáo lý duyên khởi đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu và nghiệp hữu. Khi nói đến sanh hữu, tức là chúng ta hiện diện với dạng nào, dưới dạng nào, nõn nõn sanh hay là thấp sanh, hay quá sanh hay là thai sanh. Chúng ta là con người đó, thì có lẽ là chúng ta là thai sanh, là thân nhân loại đó, thì chúng ta là thai sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta sanh ra đời này đó, thì chúng ta có mặt từ ở trong bào thai của mẹ cho đến khi chúng ta hiện hữu ở trong cuộc đời này, được sanh ra và chúng ta được lớn lên, thì mọi cái như chúng ta thấy rằng cái đứa nhỏ đó, cái đứa trẻ đó, nó rất là vô tư, nó hồn nhiên, nó vô tư lắm, nó không lo nghĩ gì hết á, buồn vui nó không lo, chỉ ăn rồi chơi giỡn, đùa giỡn thôi, chứ nó không có chút lo nghĩ gì. Thì cái khổ nói như vậy đó thì có nghĩa là cái khổ nó chưa được rộng lớn, chứ không phải là nó không có khổ. Vậy nó cũng có khổ, những cái tâm lý một khi không cho nó một cái bánh thì nó sẽ buồn, không cho nó cái bánh nó không sụt, nó sẽ buồn. Mẹ nó không cho nó bú sữa thì nó sẽ buồn, sẽ giận, sẽ khó chịu, thấy không? Như vậy thì ở đây đó, cái khổ của nó khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, từ khi mà chúng ta bắt đầu hiện khởi ở trong một bào thai của người mẹ, thì chúng ta có cảm thọ rồi, cho đến khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta bắt đầu có cảm thọ luôn, tiếp tục như vậy. Và đến khi cái tuổi đời chúng ta càng ngày càng tăng, càng ngày càng tăng thì chúng ta cũng đã có cái cảm thọ rồi. Cho nên nói như vậy, chứ những hài nhi mà ở trong bụng mẹ, người ta nói điều đó, người ta nói đứa trẻ mới sanh ra mà nó không khóc đó, thì nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm, có thể là nó là cái gì đó, nó bị chết hay là nó bị bệnh hoạn gì đó, nên nó phải khóc. Nhưng mà khóc thì nó kêu ngoa ngoa đó, là biểu hiện của sự khổ mà. Thật sự nó ở trong cái bào thai nó cũng đã khổ rồi. Rồi khi mà lớn lên thì cái dòng đời, tuổi đời chúng ta càng ngày càng lớn lên, thì chúng ta lại cảm nhận được một điều đó, là khi chúng ta có thân người thì có cái sự khổ. Vì vậy cho nên Phật nói là ai vui thích với hữu thì người đó vui thích với khổ, mà ai vui thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Nói là vui thích với khổ là sao? Không phải ai cũng ưa thích với khổ. Tại vì mình vừa lòng, mình hài lòng với cái có mặt của mình, cho nên là mình vui thích với khổ rồi. Và khi mà mình vui thích với khổ là cái khổ đó mình không thoát được. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên ở đây đó, một điều đó là khi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, ở dưới dạng là thai sanh, dưới dạng là nõn sanh, dưới dạng là thấp sanh, hay là dưới dạng là quá sanh, thì đều có cái khổ nhất định của nó. Nhưng mà mình nói chi các cái cảnh giới khác hay các chúng sanh khác, nó bản thân của mình nè, từ khi mình được sanh ra đến khi mình trưởng thành, lớn lên, rồi mình lập gia thất, lập gia đình, rồi mình sống như cuộc sống bao nhiêu là trở thành ông, thành bà rồi đó, trở thành người này, người nọ rồi đó, thì mình mới thấy rằng, cảm nhận với cái cuộc sống. Khi nào mình biết nhàm chán với sự khổ thì mình mới thoát khổ, còn không nhàm chán. Bởi mình thấy là đối với các bậc thánh á, thì cái trí tuệ, cái tuệ giác của các ngài sanh lên á,
thì các ngài mới cảm nhận được cái khổ, cái sanh cuộc đời, ra cuộc đời này là khổ. Cho nên từ đó các ngài nhàm chán, nhàm chán mới ly tham được, nhàm chán mới giót thoát ly được cái khổ. Còn không nhàm chán cái khổ, cái hiện hữu này thì không thể nào thoát khổ. Mình nói như vậy đó, để rồi có nhiều người họ nói đạo Phật ấy, tại sao bi quan quá, Phật dạy cho mình sao lại khổ. Nhưng mà ba cái định tướng của cuộc đời này, ba cái định tướng của các pháp thế gian này đó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà nhiều khi cái đó mình ít nhận ra lắm, mình không nhận ra. Nhưng mà mình có nhận ra đó, thì cũng chỉ nhận ra bằng với cái trí tư, trí văn của mình, hoặc là mình nhận ra bằng với cái trí tư của mình thôi, chứ mình chưa được có cái trí tuệ giác, tức là cái trí tu đó, tuệ giác của bậc thánh. Cho nên là mình chưa ly tham được, chưa ly là tham được. Mà cái gì dẫn cho chúng ta hướng vọng đến tương lai có sự hiện hữu, đó chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Quý vị thấy là như vậy. Rồi từ cái sự hiện hữu này đó, thì quý vị thấy rằng bao nhiêu cái sợ hãi nó sẽ có mặt ở trong cuộc đời này. Nói vậy chứ quý vị thấy rằng mình nói đến chính bản thân mình. Có nhiều người đó họ được sống trong cảnh quyền thế, họ được bảo vệ bởi những cái người có quyền thế, tức là có lính canh gác, rồi có người bảo vệ, rồi tất cả đi đứng nằm ngồi đều có người lo cho mình hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ không có thấy khổ đâu, họ không thấy sợ hãi đâu. Có chứ, sợ hãi chứ. Bởi vì trong các cái cảm thọ đó là tự mình sanh ra cảm thọ. Quý vị thấy không? Trong cái mà mình thấy không hài lòng thì từ đó mình sanh ra sợ hãi. Sợ hãi. Mong muốn được hài lòng. Mong muốn được cái cảnh nào nó tốt hơn. Thấy không? Rồi bây giờ là thí dụ như mình nói là ông vua đó. Ông vua đó. Ông là có quyền bính ở trong tay. Ông có quân tướng nè. Ổng có bộ binh, ổng có sa binh nè, ổng có kẻ hầu người hạ nè, rồi ổng có quốc gia, có quyền thế, có đầy đủ hết. Nhưng mà ổng khổ, ổng vẫn khổ, ổng vẫn khổ. Có cái câu chuyện của ở Trung Hoa đó, có cái câu chuyện mà nói rằng có một cái vị vua đó, khi mà ổng trong những cái cuộc giống như cuộc sống của ổng có những cái mà mình trải qua những cái cuộc gọi là biến loạn của quốc gia. Sau khi mà ông về, ông phục hưng lại đất nước thì ông thấy là quả thật là ngán ngẩm với cái việc mà mình làm vua đó. Cái ngai vàng của mình là, thì có một cái người hầu cận ấy, có một vị quan ấy, muốn làm vua, cho nên vua nói là thử ta cho tức là trẫm sẽ cho hạ thần 7 ngày làm vua thử xem, coi hạ thần có cái cảm giác như thế nào. Thì ông vua ông nghĩ làm vua và ông ở yên chỗ để cho quyền hành đất nước do cái vị quan này điều hành. Và sau 7 ngày mà làm vua của vị quan cẩn thận này đó, thì ông quan này ông có cái cảm nhận là khi mà ông làm vua rồi ông cảm thấy khổ. Khổ vì sao? Không phải là khổ chính tự thân không. Cái khổ mà đương nhiên phải có đó là đói ăn khát mặc, tự nhiên rồi. Rồi đó là khổ bệnh đau, già chết là cái chuyện đó, chuyện đương nhiên. Nhưng mà ông vua ông phải sợ khổ là sợ người ta chiếm ngai vàng, rồi sợ người ta là hãm hại mình chết, rồi sợ mất đất nước, rồi sợ cái này sợ cái kia, đó rất là nhiều cái sợ. Cho nên từ ở cái đó, cái vị quan này mới cảm thấy là sợ hãi. Với cái sau khi mà đức vua trở lại rồi đó, thì đức vua hỏi là sau 7 ngày khanh làm vua thì khanh có cái cảm nghĩ như thế nào. Thì quả thật là cái vị quan này nói là muôn tâu bệ hạ, cái việc mà làm vua này nè, hạ thần rất là sợ cái việc mà làm vua. Hồi trước chưa, khi mà hạ thần chưa có làm vua đó, thì hạ thần cảm thấy thích thú làm vua. Nhưng mà khi đã làm vua rồi thì hạ thần không có thấy cái gì mà gọi là hạnh phúc hết. Không có cái gì gọi là hạnh phúc.
Có một cái câu là như thế này. Một ông vua nhỏ đó, nọ đó, khi mà đất nước thanh bình rồi, ông với lại một vị quan cũng lên trên cái tòa lâu đài lớn, nhìn cái tầm nhìn đó rất là rộng, do là cao đó cho nên là tầm nhìn rất là rộng, nhìn giang sơn gấm dốc đất nước, cây cối sông ngòi ảo rạch núi non, nhìn thấy nó hùng vĩ lắm, hùng vĩ lắm, rất là thích thú. Rồi đức vua nói: giá gì đó ta đừng có chết đó, để rồi ta làm vua hoài đi. Ta làm vua hoài. Thì cái vị quan này là một cái vị quan văn, mà cũng là một cái bậc thông thái, thông thái. Thì vị quan này mới nói: muôn tâu bệ hạ, nếu mà bệ hạ mà làm vua hoài á, thì các cái vị hoàng tử không bao giờ lên làm vua. Và nếu mà các cái vị tiên đế mà làm vua hoài đó, thì không bao giờ bệ hạ được làm vua. Mình qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng vạn vật đều thay đổi, đều vô thường. Bao giờ nếu các vị tiên đế không băng hà thì vua không, thái tử không lên ngôi. Chúng ta lưu ý vậy. Mà ngay cả vị vua mà băng hà đó, không băng hà đó, thì thái tử không bao giờ lên ngôi. Và cái đó là sự thay đổi, cái sự thay đổi, sự mà trong trong giáo lý đạo Phật gọi là vô thường, tức là không đứng yên, không không đứng yên một chỗ, tức là nó luôn luôn vận hành, luôn luôn thay đổi là như vậy. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng chính cái vô minh nó là chi phối, cho nên là từ ở cái tham ái đó, đó khiến cho người ta phải cái gì, tức là người ta phải đắm đuối thích thú ở trong cái sự hiện hữu đó, đắm đuối thích thú ở trong sự ngủ, rồi từ đó mới chấp thủ cho cái sự tái sanh của chính mình, chấp thủ cho cái sự tái sanh của chính mình. Bởi vì mình ở cái dạng nào thì mình lại chấp thủ ở cái dạng đó. Ví dụ như chúng sanh ở các cái cảnh giới cao cao đó, thì họ có những cái chấp thủ khác, chấp thủ khác, thấy không? Thí dụ như cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, họ có những sự chấp thủ khác. Còn đối với cõi dục của mình nói chung và cái cõi nhân loại của chúng ta nói riêng, ở trong các cái cõi dục thì chúng ta vẫn có cái sự chấp thủ đó. Chấp thủ đó nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của chúng ta, mà nó liên quan tới cái sự chấp thủ này. Dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, hoặc là giới cấm thủ. Quý vị thấy không? Nè bây giờ nè, cái mà chúng ta đang thụ hưởng trong cuộc đời này đó, đó là các dục. Chúng ta sanh trong cõi dục mà, cho nên cái dục là cái chất quyến tụ để giúp cho chúng ta có cái năng lượng để chúng ta tồn tại và thích thú ở trong cái cảnh đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên nó trói buộc mình, mình không có rời đó, không có rời nổi. Cho nên là nếu mà mắt không thấy đẹp, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ đó, thì ở trong mỗi các cái căn của mình nó tiếp xúc với các trần cảnh thì thường thường nó liên quan đến cái sự chấp thủ, dục thủ. Qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Cho nên là chúng sanh ở trong cõi dục là nghĩ là sự chấp thủ. Thủ ở đây là gì? Thủ là sự bám chấp không buông bỏ, upadana, tức là sự bám chấp không buông bỏ. Mà ở đây đó là do cái sự tham ái, do sự tham ái, do tanha mà ra, tức là do cái tham ái. Và tham ái là hướng cầu cái này, hướng cầu cái kia, mong cầu cái nọ, tìm kiếm cái nọ, và tìm cái kia. Khi có rồi đó thì giữ gìn, buông, không buông bỏ, chấp giữ lấy nó, không buông bỏ. Mà không buông bỏ ở đây tức là không buông bỏ đối với giới ngũ dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi bây giờ mình nói đến với các cái cảnh giới ở chư thiên, ở phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới này. Họ không có bị chấp thủ ở trong cái gì, ở trong cái dục thủ, mà họ chấp thủ ở trong cái kiến thủ, cái kiến thủ, cái kiến thủ, tức là họ nghĩ rằng chính họ là sống thường tịnh, sống thường trường tồn bất biến.
họ nghĩ họ là tồn tại không bao giờ chết. Họ nghĩ rằng có một cái gì đó nó hằng hữu, cho nên là nó liên quan đến cái thường kiến, hay đương liên quan đến cái chấp thủ, cái kiến thủ của chính mình, cho rằng cái gì đó ở cái cảnh giới của họ là tồn tại lâu dài, không bao giờ biến mất. Thì cái đó nó liên quan đến cái kiến thủ, mà họ ôm ấp trong cái kiến chấp của họ, họ không buông. Trong cái hình mà thủ đó thì có một cái người đàn ông bẻ cái trái cây đó, bỏ vô trong cái vỏ trái cây của mình, mặc dù là đầy tràn đã hết á, nhưng mà mình vẫn bẻ để bỏ vô đó. Thủ là như vậy, tức là không buông bỏ, ôm ấp giữ đó. Mà ở đây đó là liên quan đến cái kiến tụ. Cho nên những chúng sanh ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc đó, nó không, họ vượt qua cái dục thủ, nhưng mà họ lại có những cái sự kiến thủ, rồi họ có cái ngã chấp thủ nữa. Ngã chấp thủ, cái ngã chấp thủ ở đây đó là họ chấp vào cái bản ngã, họ chấp vào cái linh hồn, họ chấp vào cái gì đó mà trường tồn bất biến, lưng lưu mãi mãi, cứ thay đổi, cứ tái đi tái lại. Họ chấp như vậy, hoặc là họ nghĩ rằng cái đó là trường tồn, cái linh hồn trường tồn, cái tiểu ngã trường tồn, hay cái bản ngã là trường tồn, hay là cái gì đó họ cho rằng trường tồn. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái câu mà Thiên Chúa nói mắc cười, Thiên Chúa nói một như thế này, nói chết đi tức là sống mãi, vì họ nghĩ rằng có một cái chỗ gì đó sống mãi, cái chỗ đó là nước trời hay là cái gì đó. Nhưng mà cái điều đó là ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái sự chết của mình nó không phải là chấm dứt, mà nó vẫn còn tiếp diễn, nó vẫn còn tiếp diễn. Và cái tiếp diễn của đời trước, ngũ uẩn của đời trước và ngũ uẩn của đời sau nó hoàn toàn khác, nó không phải đâu. Nhưng mà nó không phải là hoàn toàn, nó không phải là hoàn toàn tách rời ra, nhưng mà có một điều đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình tạo, mình đầu tư như thế nào. Hồi nãy chúng tôi nói là cái sinh hữu đó là nõn, thai, thấp, quá, tức là bốn cái dạng chúng sinh đó. Nhưng mà cái nghiệp hữu là cái mà mình đầu tư tạo tác ra, mình tạo tác ra. Và khi mà mình có đầu tư, có tạo tác ra, mình muốn sanh ở cõi dục thì mình tạo tác những cái nghiệp gì mà nó tái sanh ở cõi dục. Rồi mình muốn sanh ở cõi vô sắc thì mình tu thiền chứng thiền cõi sắc, ví dụ vậy. Rồi muốn sanh ở cõi vô sắc thì mình tu thiền chứng thiền vô sắc, vân vân. Thì ở đây đó là tùy theo cái sự đầu tư của chính mình. Và khi mà mình có đầu tư, mình có sự chấp thủ thì có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, dù là hiện hữu ở dưới dạng này hoặc dưới dạng kia, hoặc là chúng ta có cái sự đầu tư của mình. Giống như là mình muốn làm một bác sĩ thì mình phải học, học bao nhiêu năm bác sĩ, rồi mình trở ra, mình ra trường, mình đi thực tập, rồi mình mới trở thành bác sĩ, ví dụ vậy. Thì cái quá trình mà mình học tập đó là đầu tư của chính mình. Mình có đầu tư, mình tạo tác ra, mình mới trở thành bác sĩ được. Hay là mình muốn trở thành kỹ sư, hay là mình trở thành giáo viên, vân vân. Thì cái gì đó, chúng ta là cái gì đó thì do chúng ta có đầu tư, chúng ta có tạo tác ra, cho nên là chúng ta có sự hiện hữu trong cuộc đời này. Chính chữ cái sự chấp thủ đó là mọi cái sự sinh hữu ở trong đời sống nó có mặt ở trong đời sống, và sự khổ nó vẫn luôn luôn tiếp diễn là như vậy. Đức Phật Ngài biết rõ cái điều đó, biết rõ mọi cái sự hiện hữu của chúng sanh do hạnh nghiệp nào. Bởi khi mà Ngài chứng tâm minh, tâm minh ở đây đó tức là cái túc mạng minh. Túc mạng minh tức là biết được chúng sanh của chúng, cái hành, cái đời trước của chúng sanh ở mọi cảnh giới, ở dưới dạng này, hình thức này, hình thức nọ, rồi nghiệp gì đưa đến cái đó. Thứ hai nữa là ngày chứng cái gọi là sanh tử minh, hay là mình gọi là thiên nhãn minh, sanh minh tức là biết được cái hạnh nghiệp gì để cho tái sanh cảnh giới đó. Mỗi người sanh ở một cảnh giới, hoàn cảnh khác nhau đó, thì tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp đó. Và ngày chứng cái lậu tận minh tức là sau khi minh
cái trí tuệ gọi là tuệ nhãn của một vị Phật đó sanh khởi lên đó, thì các ngài đoạn tận được những cái phiền não từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó. Tức là chỉ cho bốn cái pháp đó, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu được đoạn tận, được đoạn tận. Cho nên các ngài vượt ra khỏi sự ràng buộc của lậu hoặc phiền não, cho nên là gọi là chứng lậu tận minh. Lậu tận minh là như vậy. Cho nên cái sự chấp thủ của chúng sanh đó, là sự chấp chủ đeo năng, đeo níu, dính chấp vào trong đó. Và thế đó là sự bị sự chi phối của ma vương. Sự chi phối của ma vương. Mà ở đây chúng ta hiểu đó là sự chi phối của phiền não ma. Sự chi phối của phiền não ma. Rồi mình sự chi phối của ác ma nói chung, tức là sự chi phối của phiền não ma hay là ác ma đó, đó là sự chi phối, bị cái sự chi phối đó cho nên nó điều phối mình, nó điều phối mình, nó sai sử mình ở trong mọi cái hành động của mình, mà hành động trong cái vô minh, hành động trong cái sự tham ái, hành động trong cái sự chấp thủ, thì hành động đó hoàn toàn đó là cái nhân của đưa đến cái sự khổ đau luân hồi là như vậy. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đối với một cái vị mà đạt Đức Phật ngài nói ở đây đó, từ đó mới có ra cái sinh ra sự sợ hãi, từ đó mới sinh ra cái sự khổ đau. Và đối với một cái vị mà tận diệt được hữu, tận diệt được hữu là gì? Cái căn nhân sanh ra sự hiện hữu không có. Ở đây đó là khi mà vô minh được chấm dứt, ái được chấm dứt, thủ được chấm dứt, thì có nghĩa là hành động không còn tạo tác hành động nữa, không còn tạo tác ra nữa. Hả còn tạo tác, còn đầu tư thì có sự hiện hữu, mà hả có sự hiện hữu thì có sự khổ đau. Và cái khổ đau của đời này rồi đời sau tiếp tục như vậy, bởi vì mình sống trong cảnh đó, mình thỏa thích trong cái cảnh đó, mình ham muốn ở trong cảnh đó, thì mình sẽ có mặt ở trong cái cảnh giới đó là như vậy. Nhưng mà một vị mà đoạn tận được hữu đó thì có nghĩa là con đường giới định tuệ, tức là phạm hạnh được viên thành, do nhân vị đó chứng quả vị hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Tức là sau khi tận diệt được phiền não, vô minh, tham ái và chấp thủ, cho nên là chúng ta thấy rằng với cái hành động của một vị A-la-hán thì cái hành động đó nó không có đưa đến cái quả tái sanh. Hành động đó không đưa đến quả tái sanh. Cho nên gọi là kiriya hay là tâm duy tác, là tâm tố đó. Tức là chỉ cho một, chỉ có hành động thôi, chứ nó không đưa đến cái quả luân hồi. Nó không đưa đến cái quả luân hồi, không đưa đến quả luân hồi. Như vậy thì ở đây đó, cái hành động của một vị A-la-hán ở đây là vị mà đã đoạn tận được cái phiền não. Mà khi đoạn tận được phiền não đó, thì không có những cái hành động gì để chứa chấp cái phiền não ở trong đó. Và không có chứa chấp của phiền não thì không có cái sự hiện hữu. Vì vậy cho nên trong kinh chúng ta nghe là cái vị mà gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là trạng thái luân hồi sanh tử không còn, hiện hữu cũng không có, là như vậy. Là như vậy. Mà phạm hạnh đã thành, tức là giới định tuệ các ngài đã viên mãn. Hiểu trong cách đó có nghĩa là quả vị A-la-hán. Mình hiểu là một vị A-la-hán mà chứng cái quả vị mà ngăn cuộc đời này đó. Bởi vì cho nên rồi gọi là Niết Bàn có hai cái trạng thái đó. Hữu di Niết Bàn và vô di Niết Bàn. Hữu di là vị A-la-hán sau khi tận diệt phiền não, các ngài thấy rằng cái mầm mống sanh tử không còn có mặt nữa và không còn hiện khởi ở trong cuộc đời này nè. Phiền não các ngài không có, nhưng mà các ngài còn dư sót cái phiền não, còn dư sót cái ngũ quẩn. Mà cái ngũ quẩn này có mặt đó là do phiền não thôi, do tham ái, do vô minh, do chấp thủ. Cho nên chính vì vậy cho nên là có mặt của hiện hữu của ngũ quẩn này, thì đối với A-la-hán các ngài đã căn nhân để sanh ra cái đời sống kế tiếp không có, không còn luân hồi nữa. Nhưng mà còn dư sót của quả luân hồi, còn dư sót của quả luân hồi, tức là do dư sót đó cho nên có
cái quả của luân hồi đó là thân ngũ uẩn này. Cho nên các ngài vẫn có những sự cảm thọ nóng lạnh, rồi đói khát, rồi cảm thọ đau đớn của xác thân khi có một cái vật gì nó da đập chúng, hay hoặc là bị lửa đốt nóng cũng vẫn nóng chứ, rồi bị lạnh cũng lạnh chứ, chứ không phải là không có lạnh. Nhưng mà cái tâm của các ngài đó là do dứt trừ những cái phiền não, cho nên các ngài không có, khi có cảm thọ, nhưng mà các ngài không có cảm thọ của phiền não, không có cảm thọ ưu, hay không có cảm thọ ưu ở trong sự cảm thọ đó, hay là trong cái sự hỷ tham, ái tham ở trong đó, các ngài không có. Tại vì các ngài cảm thọ cũng chỉ là cảm thọ, chứ không có cái từ đó mà phiền não sanh lên. Trong khi một chúng sinh á, thì do có sự hiện hữu và do có cái phiền não, cho nên cái sự phiền não này nó vẫn hiện khởi, và trong cái hành động của mình là hành động của bị phiền não. Cho nên á, phiền não khổ của đời này đó, rồi lại khổ cho đời sau, tiếp tục luân hồi nữa, là như vậy. Cho nên là nói như vậy thì một vị mà A-la-hán hay là một vị tỳ kheo vượt qua khỏi mọi sanh hữu, tức là cái căn nhân phiền não để tạo ra cái đời sống luân hồi kế tiếp đó, không còn nữa, dứt vô minh, dứt tham ái, dứt chấp thủ rồi, thì làm sao có sự hiện hữu ở trong đời sau nữa. Cho nên còn hiện hữu là còn khổ, ở dưới dạng này hay dưới dạng khác, ở hoàn cảnh nào hay hoàn cảnh nào, hay hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh kia, thì cũng đều là khổ hết. Vì vậy cho nên ở đây trong cái bài kệ hôm nay đó, trong cái bài học hôm nay là bài học thứ 10 ở trong phẩm Nanh Đá đó, thì cũng có nghĩa là Đức Phật khi mà ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề, ngài mới chiêm nghiệm thấy được cái sự vận hành của giáo lý duyên khởi. Và đặc biệt là mỗi chúng sanh có sự khổ đó, đó nó bắt nguồn từ ở cái phiền não. Mà do phiền não cho nên chúng ta có cái cảm thọ, từ nhãn thọ, nhĩ thọ, thiệt, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ đó, nó sinh ra cái sự tham, hay là sinh ra cái sự phản ứng của tâm, của tâm, tức là tham sân si nó sinh ra, tà kiến nó sinh ra, ngã mạn nó sinh ra, và từ đó các vị tu tập đoạn trừ những cái mầm mống của tái sanh không còn. Và khi mà mầm mống tái sanh không còn, tức là không có sự hiện hữu, đó chỉ cho một quả vị của A-la-hán. Cho nên gọi là vô sanh là như vậy. Vô sanh tức là mầm mống sanh ra, luân hồi sanh tử không còn, là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, chúng tôi xin được dứt lời tại đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic. Dạ, sa thu hành thai. Chúng con kính tri ân còn giảng bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thường còn phát tâm. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc cho chúng con.